Ngày 10 tháng 11, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án luật đường bộ, dự án luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tại đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu tập trung thảo luận về dự án luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đáng chú ý, Điều 8 dự luật quy định các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Đây cũng là căn cứ để lực lượng chức năng dừng phương tiện để kiểm tra, kiểm soát. Cơ quan thẩm tra, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho biết, một số ý kiến trong Ủy ban đề nghị cân nhắc nội dung này vì quá nghiêm khắc và chưa thực sự phù hợp với văn hóa, phong tục, tập quán của một bộ phận người dân Việt Nam, làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của nhiều địa phương. Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan nêu ý kiến, đồng ý cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, nhưng phải nêu rõ là nồng độ cồn bao nhiêu thì bị cấm, cho hợp lý. Theo đại biểu, Nghị định 100 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định lái xe sẽ bị xử phạt khi có nồng độ cồn vượt mức không. Do đó, đại biểu đề nghị luật cần phải thiết kế lại, thật cụ thể, để làm sao người dân ý thức được rằng nồng độ cồn trong máu ở mức bao nhiêu là được, chứ không phải cứ thổi là dính. Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan đề nghị phải quy định rõ là cấm tham gia giao thông khi nồng độ cồn trong máu vượt quá quy định cho phép.